Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Lượng. Trong video ngày hôm nay, Lượng sẽ lên rừng để lấy chuối hột rừng về để ngâm rượu nhé. Xin mời các bạn theo chân Lượng. Đây các bạn ạ, hiện tại thì mình có di chuyển đến khu vực này thì thấy có hai cây có buồng lớn rồi nhá, buồng già rồi. Bây giờ mình sẽ chặt xuống để mang về ngâm rượu. Đây, cây nó rất là lớn luôn này các bạn ạ. Đây các bạn ạ, buồng chuối đầu tiên. Thường thường thì cái này thì nó chỉ có tầm 6 đến 7 nải thôi nhá. Cái này nó già rồi các bạn ạ, nó màu tím này rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để tìm tiếp. Hoa chuối này. Cái này mang về tối nộm ăn. Tìm xem mấy cái hoa chuối non, tối về nộm ăn ngon đấy. Giờ để ngoài này tạm, xong lên trên thì quay lại đường này lấy. Tạm góc này trước. Còn buồng nãy chặt không? Bày đâu ở đây. Buồng ở trên này. Hàn một nải ra này. Cái buồng này nó ít rồi, có 3 nải này. Ra rồi nha, có quả chín rồi này. Mà có sóc nó ăn mất. Là lốt rừng này. Cái này mang về xào ốc ăn ngon lắm. Cái này nó sẽ không thơm, không thơm mà là lốt nhà đâu. Lá nó sẽ dài hơn, nó sẽ to hơn, mềm hơn và lá nó sẽ mỏng hơn lá lốt nhà nhá. Cái này mùi nó sẽ khác, nó sẽ hơi hắc hắc hơn so với cái lá lốt nhà nhá. Chuối bạt ngàn luôn. Ở đây thì có một cái buồng to này, buồng này nhưng mà chưa già. Đây có quả hoa chuối to lắm, mà thôi để tha cho nó, để lúc nào nó già lấy. Ở đây có buồng to thật. Này, buồng này cũng già rồi nhá. Ha. Đây có buồng. Con buồng rất là già luôn. Nó có tầm 3 nải thôi. Đây có buồng này thì chỉ có tầm 3 nải thôi mà cũng già rồi nhá. Đây, chuối nó tím rồi. Giờ mình sẽ hạ nó xuống. Cây nó rất lớn luôn này. Đây, các bạn thể quan sát này. Đây có mấy cây thuốc ho nhiều lắm. Nó có ra cả hoa luôn này. Đây, các bạn quan sát này. Này mang về có khi ui nhiều nhiều thế. Có khi mình sẽ mang về để băm phơi khô. Cái giống này thì mang về đun nước uống nhá các bạn ạ. Nếu mà bị ho nhiều mà đun nước uống là sẽ khỏi. Thì được 4 nải thôi. Hoa nào.
Đây các bạn này, rất là già rồi nhá, sắp chín rồi đấy. Nở hoa. Ui, củ to, gốc to thật này, gốc củ ơi nhé. Thơm lắm. Đây củ nữa này. Úi giời. Úi trời ơi, to chưa. Giống này nó giòn thôi. Với lại nó không mọc sâu đâu. Quan sát này. Đây chỗ này còn nhiều lắm, có khi mình cũng lấy ít thôi, lấy về sau này mà bị ho thì mang về đi nó uống. Đây cái lá nó như này nha các bạn nhé, từ từ để mình kiếm cái cây khác cho các bạn dễ hình dung. Đây cho cây này. Đây lá này nha các bạn ạ, ai ở miền núi cũng biết, ai mà sống ở miền núi thì biết cái cây này rồi, cái thân nó sẽ như thế này, gốc nó như thế này và lá như thế này, chữa bệnh ho cực kỳ là tốt nhá. Đây các bạn ạ, là hôm nay là tầm trên chục buồng rồi nhá. Quan sát này, rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ tách ra cho bao tải mang về. Buồng này là trục dây, có trục dây đó. Mình ngày hôm nay nói chung là lên cái đồi này tạm ổn đấy. Khá là nhiều. Cả thuốc mang về này. Cả hoa chuối này. Nước khe này mát lắm ấy. Ôi sao mát thật. Khe này hay có cua nhá. Cua đá đấy, biết có không. Ê đi này, mày thế. Một sự trùng lặp. Con này non ơi. Này. Non này, cua đá non này. Đấy. Cái chỗ này lớn là phải con to ăn mới ngon. Con to này. Nắm đấm này, mày thả cho nó đi. Thả mạng cho nó.
Cứ qua khe nước này mát thật đấy. Ở khu vực này thì họ có cấy lạc, cấy ngô này và trồng quế nha các bạn ạ. Nói chung là ở trên khu vực cả mình ấy, đa số là họ cấy quế và cấy chẩu là chủ yếu nhá. Này ở khu vực kia họ cũng rất là trồng rất là nhiều quế luôn này. Đồi quế kia được 2 năm rồi đấy. Đồi kia không phải 2 năm đâu. 3 4 năm rồi. 3 4 năm rồi ạ. Ừ, cái đồi này được 2 năm này. Đồi được 2 năm này. Quế lâu lớn lắm. Đồi bên kia xa xa kia nó cao qua đầu người ấy, đây tầm 3-4 năm rồi đấy. Còn cái đồi chẩu này thì cũng tầm 3-4 năm rồi nhá. Và cái đồi chỗ mình đang đứng này nữa, chẩu nó lớn nhanh thôi các bạn ạ. Chỉ tầm 5 năm là được khai thác, còn quế thì nó phải rơi vào tầm mười mấy đến 20 năm. Chuối sau khi lấy trên rừng về trước khi băm ấy thì mình sẽ rửa cho sạch đi nhá các bạn ạ. Rửa sạch đi xong mới băm ra để phơi nắng. Đấy, hiện tại thì mình sẽ mang đi phơi ngoài sân nhá các bạn ạ. Cái này thì phơi nó tầm 2 nắng thì nó mới sẽ khô. Đấy, khô thì mình lại mang đi ngâm rượu.